Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clan V. Video này là video phần 2 của trang điểm dành cho người mới bắt đầu. Và hôm nay Do sẽ nói về cọ và các công cụ phù hợp dành cho các makeup beginners. Công cụ đầu tiên mà Do muốn nói đến không phải là cọ, nhưng lại là một em mousse trang điểm. Và ở trong tay Do thì giờ đang có một em complexion sponge của Real Techniques. Do biết là không phải ai cũng muốn bỏ 20 đô ra để mua một em beauty blender cả. Nếu mà bạn đang kiểu tiết kiệm tiền thì bạn cũng có thể mua một em complexion sponge này của Real Techniques. Do thấy nó cũng 1 9 1 10 với em beauty blender à. Khi sử dụng những cái loại mousse như thế này á, thì kem nền kiểu nhìn nó rất là tự nhiên ở trên da. Do thấy là thường là Do sẽ ít khi nào Do blend kem nền bằng cọ lắm. Hồi đó thì có, nhưng mà bây giờ thì Do sẽ sử dụng mousse nhiều hơn. Nhìn kem nền nó tiệm vào da và nhìn cũng nó kiểu kem nền với da là một á, chứ không phải là lớp nền nhìn nó ở trên lớp bề mặt da. Và đối với em này thì Do thấy nhược điểm duy nhất của nó là nó hút kem nền nhiều hơn với beauty blender. Cho nên khi sử dụng kem nền thì bạn đừng nên đổ kem nền trực tiếp lên trên cái sponge này, mà hãy để lên trên mặt á và dùng sponge để tán ra thôi. À còn một chút xíu nữa là nó dễ bị xước hơn so với beauty blender. Dù như ngón tay của mình á, mà kiểu vô tình mà đụng vào nó hoặc là xước qua như thế này nè, nó dễ bị biến dạng với để những cái vết xước hơn so với beauty blender. Một loại sponge nữa mà Giao dùng cũng rất là thích, đó chính là 2M Dual Raindrops này mà Giao mua được ở trên Lee Sea Box. Và hiện giờ bạn vẫn có thể mua được ở trên Lee Sea Box luôn. Thì em này á, thì Giao thấy là cái chất của nó còn mềm hơn cả beauty blender nữa. Nếu mà bạn có dịp thử mà cầm kiểu nắng như thế này ở trong tay á, thì bạn sẽ thấy được, hiểu được cái ý mà Giao nói là nó rất là mềm. Và khi mà nó được thấm ẩm ở trong nước á, thì nó vẫn phình to ra như những cái loại mousse khác, như là cái em Real Techniques lúc nãy. Khi blend kem nền thì Giao thấy em này blend khá là tốt. Nếu mà so với em Real Techniques thì nó khoảng 8 điểm, em Real Techniques 9 điểm, còn em Beauty Blender thì 10 điểm. Nhưng Giao thấy là đối với chấm điểm như vậy thì em này cũng khá là tốt rồi. Và đặc biệt đối với giá tiền như Giao nhớ là 250 thì phải, thì mình có cả hai em luôn. Em này thì mình có thể sử dụng như kem nền bình thường, còn em này mình có thể sử dụng để blend cái phần concealer ở dưới mắt ra nè. Nếu mà bạn nào kiểu xem mấy cái video Instagram ở trên mạng thì cũng hay thấy những cái bạn beauty blogger dùng em này để blend cái phần contour ra. Tại vì nó cũng khá nhỏ và nó kiểu blend một cách chính xác đó, cho nên dùng để blend contour cũng rất là ok. Và bây giờ thì mình sẽ nói đến cọ. Sau khi mà mình đánh kem nền nè, kem trang điểm nè, thì mình sẽ cần một lớp phấn phủ để khóa những cái lớp này lại. Và Do sử dụng một cây cọ để đánh phấn phủ, đó chính là cây cọ Elf Complexion Brush. Thì em này á, Do nhớ là Do đã xài em này chắc cũng 6 năm rồi á, mà Do nói thật chưa bao giờ nó rụng lông hết đó. Khi mình Giao rửa đó rất là nhiều lần rồi mà lông bây giờ vẫn còn rất là mềm, và cho tới bây giờ 6 năm nhìn nó vẫn y như mới thôi. Ở đây những cái chữ nó cũng đã bay bay đi rồi nè, nhưng mà lông vẫn rất là mềm. Phấn thì được phủ đều, không có bị dày quá. Và thường thì Giao sẽ sử dụng em này á, là dành cho những cái loại phấn phủ mà dạng nén, nằm ở trong những cái pan á. Giao chấm vào trong cái pan như thế này và sau đó Giao đập cho phấn dư nó rơi bớt ra, và sau đó mình mới bắt đầu phủ phấn ở trên mặt. Thì đây là cái cọ mà Giao thấy là cực kỳ phù hợp để thực hiện cái mục đích đó. Giao không nghĩ là nó quá mắc đâu, khi mà các bạn có thể có cơ hội đầu tư cho cái bộ makeup bag đầu tiên của mình. Tiếp theo nữa là về bronzer. Thật ra thì ai mà kiểu mới tập trang điểm thì không cần thiết phải đánh bronzer đâu. Đó cũng là một cái bước mà Giao thấy nó thêm vào thôi, chứ cũng không phải là lúc nào mình cũng cần bronzer. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà xem nhiều video về makeup nè, mà cảm thấy là mình thực sự là mình thích thêm cái bước bronzer, cái phấn làm ấm vào trong cái quy trình làm đẹp của mình á, thì Giao thấy đây là một cây cọ cực kỳ phù hợp với nó. Đây là cây cọ Blush Brush. Nó ghi là dành cho má hồng của Coastal Scents, nhưng mà Giao thấy là khi Giao mua cái em này về á, thì Giao thấy cực kỳ thực sự là phù hợp cho việc đánh bronzer. Thường thì bạn đánh bronzer thì mình sẽ đánh theo kiểu số 3 như thế này, bắt đầu từ trên trán xuống dưới gần dưới gò má và đánh xuống dưới cằm. Thì đây là cái cây cọ mà nó có cái shape, nó có cái đầu tròn như thế này, lông không quá dài, không có quá chặt, cho nên là khi mà lên trên da nó rất là mềm và di chuyển rất là dễ dàng, không có tác động đến cái lớp kem nền của bạn ở bên dưới. Và cái đầu sợi lông này, trời ơi, cho tới bây giờ thiệt ra nó vẫn là một trong những cái cây cọ mềm nhất
nhất của Dao luôn. Coastal Sands là một trong những cái hãng mà cực kỳ affordable, cực kỳ rẻ tiền và chuyên sản xuất cọ cũng như là màu mắt như vậy. Có màu mắt nữa, nhưng mà Dao thấy là cái cây cọ Blush Brush này mà Dao sử dụng cho việc phấn bronzer là quyết định mua sắm đúng nhất của Dao. Mà cái cây cọ này Dao mua chắc cũng 4 năm rồi á, lâu lắm rồi. Và Dao giặt thì biết bao nhiêu lần luôn mà không bao giờ rụng lông hay là đổi màu hay là như thế nào cả. Lông nó cũng không có bị cứng. Yes! Tiếp theo đến là contour. Dao nhớ là trong cái video trước mà Dao làm về những cái sản phẩm trang điểm á, Dao có nói đến em Butter Bronzer của Physicians Formula. Thì em đó Dao vẫn có thể sử dụng double luôn, vừa là bronzer vừa là contour powder. Thì Dao sẽ thường sử dụng em contour brush này của Real Techniques. Em này á, thì Dao nhớ là không có bán riêng lẻ mà nó bán trong một cái kit, một cái bộ có 4 cây cọ. Và cái cây cọ này nó ghi là contour brush thì Dao thấy cực kỳ phù hợp để sử dụng làm contour luôn. Nó cái đầu nó hơi chóp nhọn lên như thế này, là khi mà bạn đánh vào trong cái phần dưới của gò má như thế này á, thì nó fit vào ngay ở dưới cái phần xương gò má như thế này, để khi mà bạn đưa phấn á, cái phần phấn contour nó vào đúng chỗ, nó không có bị lan nhiều nơi. Và đối với lông của cây cọ contour brush này á, thì Dao thấy nó được bó khá là chặt, thế nên khi mà lấy phấn á, nó lấy cũng rất là vừa phải, và khi mà blend thì cũng rất là dễ blend, nó không có để lại một cái mảng mà bronzer hoặc là cái contour quá nhiều ở trên da. Và vì cái cây cọ này là nó là lông nhân tạo á, cho nên là Dao thấy việc giặt nó cũng rất là dễ hơn rất là nhiều so với những loại lông mà lông tự nhiên. Qua đến má hồng thì Dao có hai cây cọ má hồng mà Dao thích nhất, đó là một cây của Sigma và cây này là cây của Zoeva, có tên là Luxe Sheer Cheek số 127. Và ở đây là một cái cây cọ mà lông đầu trắng như thế này và có vàng xéo, lông ở trên cái phần chóp của cái đầu lông á, nó hơi tròn, thế nên là cái việc blend cái phần má hồng ra nó cũng rất là dễ. Ở đây thì cọ khá dài, lông cọ khá dài và không có được bó chặt, thế nên là khi blend á, thì má hồng của bạn không có bị tích tụ ở một chỗ nào đó riêng, mà khi cái phần blend thì blend lại rất dễ, má hồng được trải đều ra trên má. Và khi mà mình sờ vào ở trên cái phần cái sợi lông ở trong ở đó, mình và bây giờ thì mình nói đến phần mắt nha. Ở đây Dao có 3 cây cọ của Real Techniques. Phải nói là Real Techniques là một trong những hãng cọ bình dân. Dao thấy là giá cả rất là tốt mà chất lượng lại rất là super nữa, thế nên là Dao thường là sẽ chọn những cây cọ Real Techniques như thế này để blend phần màu mắt của mình ra. Ở đây thì 3 cây cọ này Dao nhớ là nó nằm trong cái bộ eye kit của Real Techniques, nó không có bán lẻ. Cho tới giờ thì Dao nghĩ là như vậy, thì Dao sẽ phải double check lại xem là nó có bán lẻ hay không. Thì nhiều khi mà mình cũng không phải là muốn mua hết cả 3 cây cọ này, thì các bạn cũng có thể tham khảo mua từng cây cũng được. Ở đây Dao có là một cây shading brush này. Cây này á, thì có tác dụng là để những cái màu chính lên trên màu mắt. Và ví dụ như bạn muốn một cái màu nào đó thật là lấp lánh đi, thì ở trên màu mắt này, ở đây Dao có một cái màu là nó kiểu hơi hồng hồng mà nó có nhũ vàng á. Thì hồi nãy Dao cũng có sử dụng một chút xíu từ cây này, Dao chấm vào trong bảng màu và xịt một chút xíu nước. Các bạn có thể dùng Matte Fix Plus hay là những cái setting spray nào các bạn có, thì màu nó sẽ lên rõ hơn. Và sử dụng cây này để apply thẳng lên trên màu mắt luôn. Thì thường Dao sẽ sử dụng cây này để đánh những cái màu chính, những cái màu mà trung tâm nhất ở trên màu mắt. Và tiếp theo nữa Dao có một cái cây Deluxe Crease Brush. Nói là dùng cho cây này thì được thiết kế riêng cho hốc mắt, nhưng mà Dao không thích sử dụng em này cho hốc mắt lắm, vì cái cây cọ nó lông bó khá là chặt. Dao thấy là khi mà sử dụng ở trên cái blend cho color cho cái phần hốc mắt, Dao thấy màu nó không có đi tốt. Nhưng Dao hay sử dụng em này để làm, để đánh base cho màu mắt là tốt nhất luôn. Dao thấy là như vậy. Một là Dao sẽ sử dụng là để blend cái concealer ra để làm base cho màu mắt ha. Sau đó thì Dao cũng có thể sử dụng một cây này và một cây hoàn toàn mới á, Dao chấm vào trong phấn phủ để set cái phần concealer đó lại. Và đó là cái cách mà Dao sử dụng cái em Deluxe Crease Brush này, chứ không phải để sử dụng cho blend hốc mắt. Và để blend hốc mắt á, thì Dao lại có cái cây là Base Shadow Brush. Cái cây này á, thì lại ghi là cho đánh base, nhưng Dao thấy là cái shape cọ ở đây á, nó khá là lỏng và nó có
hơi chóp nhọn lên như thế này thì Giáo thấy nó cực kỳ phù hợp để blend màu vào trong hốc mắt luôn. Và vì lông của nó bó không chặt quá, nó khá là lỏng luôn á. So với cái em Deluxe Cream Brush này, lông không nhiều, lại lỏng nữa, cho nên là cái phần hốc mắt của Giao á, khi Giao blend bằng cây cọ này thì màu lên đều và đẹp hơn rất nhiều. Nhìn nhẹ nhàng lắm, nhìn vừa tạo chiều sâu cho đôi mắt luôn, nhưng mà không có bị nặng. Và cây cọ cho vùng mắt cuối cùng mà Giao muốn nói đến đó chính là một cây dành cho kẻ chân mày. Ở đây á, thì là một cây kẻ dành cho kẻ mắt của Zoeva có tên là Winkliner số 317. Ở đây thì em này có ghi là dành cho kẻ kiểu dạng gel hoặc là dạng nước ở trên mắt như thế này. Nhưng mà Giao thấy cái shape của em này cực kỳ phù hợp luôn để Giao dùng phấn cho chân mày hoặc là dùng cái dạng gel cũng được để bạn kẻ chân mày nhìn rất là chi tiết. Mà Giao thấy cái cây cọ này nè, cái lông của nó ép rất là chặt và rất là sát. Nhìn từ trên này nhìn xuống á, thì thấy là lông cọ rất mỏng luôn. Thì cây này là một trong những cây mà Giao luôn luôn lựa chọn khi mà Giao muốn kẻ một cái đôi cặp, những cái cặp chân mày mà nhìn nó sắc sảo và nhìn nó cực là chi tiết. Và cuối cùng, last but not least, đó chính là một cây cọ Giao dùng để đánh highlight. Em này có tên là Setting Brush của Real Techniques luôn. Mặc dù ghi là Setting Brush có nghĩa là dùng để phủ phấn nè. Em này thì Giao sử dụng cho nhiều cái purpose, nhiều cái mục đích lắm, nhưng mà nhiều nhất vẫn là sử dụng để highlight. Và vì cái lông cọ này nè, nó có hai màu, ở dưới nó có cái tầng màu đen, ở dưới thì nó khá là chặt, ở trên đây thì có những cái sợi lông trắng nó cao nhỉnh hơn, là Giao thấy nó vừa vặn, cực kỳ vừa fit luôn để đánh những cái phần cao nhất của gò má như thế này, làm cho gò má của mình nhìn cao hơn. Có một cái mục đích nữa mà Giao khi sử dụng em này là để set cái phần phấn ở dưới quần thâm mắt ở dưới này. Thì sau khi mà mình đánh concealer đi, mình đã che được rồi, thì tất nhiên mình phải set cái phần concealer đó lại bằng phấn phủ đúng không? Thì Giao sẽ sử dụng em này để nhúng vào phấn phủ, và Giao sẽ thường sử dụng phấn phủ hơi dày, hơi nhiều một chút xíu, kiểu như để sẵn là baking luôn á. Nếu mà các bạn xem nhiều video về baking thì sẽ hiểu là baking là để cho cái vùng da ở dưới cái quần thâm này nó được sáng lên, sử dụng phấn phủ. Thì Giao sẽ nhúng hơi nhiều phấn ở trên này, mình dậm lên và mình để khoảng tầm 1-2 phút gì đó, xong rồi mình sẽ sử dụng đúng là cái cọ này luôn và Giao sẽ phủi đi. Và đó là tất cả những công cụ mà Giao cảm thấy cực kỳ phù hợp với những bạn mà mới tập make up. Giao mong là video này thực sự là bổ ích và cũng như các bạn sẽ thích video lần này nha. Nếu thích thì nhớ là like và subscribe cho channel của Clam V. Giao hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye!